chào cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan chia sẻ một món rất là ngon luôn cho những ngày nắng nóng nè. Bánh lăng, rau câu, trái cây và cái phần bột bán Lan làm hạt trân châu rất là xinh đẹp luôn. Ngon nữa, dễ làm. Nếu như cô chú, anh chị em và các bạn nào có thấy thích món này thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan ngày hôm nay. Đây là cái phần bánh lăng. Khi mình nướng xong nó như thế này thì múc lên, ở trong nó ngon lắm nè. Đó, ăn một miếng nha. Có nước đường nữa nè. Tiên thì Lan sẽ đem đi thắng cái phần đường caramel. Lan cho vào trong cái son này là 100g đường. Bắt đầu mình mới mở lửa lên, lửa hơn trung bình. Quậy đến khi cái màu nó ngã màu như thế này thì được rồi, các bạn tắt lửa liền đi nha, để không nó đen luôn á. Sau đó mình chuyển sang qua những cái khuôn để mình chế nước đường vô trong cái khuôn này. Mỗi một khuôn vị mình bỏ khoảng nửa muỗng canh à. Xong rồi mình lắc cho nó đều. Rồi xong hết rồi chuyển sang qua bên đây, Lan sẽ làm trứng gà. Lan lấy một cái nồi khác cho vào trong này, cũng là 100g đường. Sau đó 1/8 muỗng cà phê muối, nước vani, bạn cho một muỗng cà phê, hôm nay Lan làm cái công thức bánh lăng này rất là đơn giản luôn, chỉ cần một loại sữa thôi, đó là sữa đây. Lan sẽ lấy 1 lít sữa bỏ vào trong này. Sữa thường thôi, bạn nào muốn ăn béo thì mình thay thế phân nửa nước cốt dừa. Rồi bắt lên bếp. Trong thời gian này ở đây Lan có 6 quả trứng gà, mình sẽ đánh lên cho nó nhuyễn. Lan bắt lên bếp rồi, bây giờ mình đứng mình khuấy. Khuấy làm sao nghe cái tiếng đường nó tan hết thì mình sẽ nhắc xuống. Vừa hơi ấm lên thôi, không có sôi nha các bạn, ấm là được rồi. Đó, mình quậy nghe cái tiếng đường nó không còn nữa, trong vòng khoảng 1 phút thôi. Trở lại với cái tô trứng gà, đánh lên như thế này. Rồi bây giờ tiếp tục lấy cái nồi sữa đem qua đây. Đây các bạn, quậy lên ha. Nó vừa hơi bơi bốc khói nè, mình để ngón tay vô, chịu đựng nổi nha, không có nóng quá. Sau đó mình lấy cái lược để đây, cho cái phần hết phần trứng gà vào trong này. Mình gây lệ mục đích cho nó mịn, nó không có bị ốc trâu. Vào trong những cái chén này thì các bạn bỏ vào trong cái ca, mình đổ xuống cho nó dễ nha, đổ cho nó đầy luôn. Đó, tới đây là được rồi. Sau đó mình bắt một cái ấm nước sôi, bạn đổ vô, mình đem bỏ vô lò mình nướng. Nướng lửa là 350 độ F trong vòng 25-30 phút, lửa vừa thôi. Đây, Lan đổ nước sôi vô luôn nha. Ấm nước sôi nè, mình đổ vào bên này. Đây.
Đây, những cái chung bánh flan đã vô trong cái lò nướng rồi. Đợi cho bánh chín thì trong lúc này Lan bắt cái nồi nước lên. Bạn để vô khá khá. Cho khoảng 1/8 muỗng cà phê muối vào trong cái nồi này. Sau đó mình sẽ luộc bột bán. Đây là 200g bột bán. Bột bán Thái Lan, bột bán trắng. Bự, cái hạt nó rất là bự luôn. Nước cho thật sôi mình bỏ nó vô. Nước thật sôi mình bỏ vô thì nó còn nguyên hạt, còn nước mà chưa sôi mình đổ vô thì nó sẽ bị bung ra hết. Trong lúc này, nhà bạn nào có màu gì, lá cẩm hay là hoa đậu biếc hay là nước cà rốt gì đó, mình muốn nhộm màu thì ở đây Lăng có vài cái lá cẩm nè, Lăng bỏ vô. Mình bỏ cả lá và gốc luôn, cái nhánh luôn nha các bạn. Nhánh luôn nó mới ra cái màu đậm. Rồi, sau đó mình hạ lửa xuống. Bếp 9 số, bây giờ mình hạ xuống chỉ còn số 3 thôi. Đậy nắp lại luôn. Nấu trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nấu làm sao cho cái bột bán nó chín là được rồi. Cho nó nhuộm luôn cái màu lá cẩm cho nó đẹp. Bột bán sau khi Lăn nấu là nó sắc xuống như thế này. Rồi hơn nửa tiếng, gần một tiếng luôn nha các bạn. Cái bột bán này rất là lâu á. Nó giống như là bubble tea vậy. Mình nấu làm sao cho nó trong được như 80-90% rồi á. Rồi tắt bếp rồi đậy nắp lại. 15 phút sau bây giờ đang đem đi xả nước lạnh. Xả thật nhiều nước lạnh thì nó sẽ sạch và trong. Lan cho trở lại vào trong cái tô để cho nó gáo rồi. Bây giờ Lan sẽ cho đường vào đây. Lan bỏ vào đây thêm 30g đường. Sau đó các bạn trộn đều lên. Trộn một chút xíu thì nó sẽ ngấm vào trong cái đường á. Mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Mà nó không có bị dính nữa, tách rời ra. Cái màu rất là đẹp luôn ha. Óng ánh, màu lá cẩm. Để sang qua một bên. Còn cái phần bánh lăng nè, cũng đã chín rồi. Bây giờ để ngoài cũng đã hơi nguội nguội rồi. Bây giờ Lan sẽ tiếp tục giữ vào trong tủ lạnh 3-4 tiếng thì Lan sẽ làm tiếp. Đợi cái bánh lăng ở trong tủ lạnh cũng được 4 tiếng rồi, lạnh rồi. Bây giờ mình sẽ ăn. Thì thường thì bánh lăng các bạn mở ra, mình lấy muỗng mình múc ăn là được rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay Lan sẽ chia sẻ ăn một cái cách khác. Đây, mình bỏ một cái bánh lăng vào. Sau đó tiếp tục bột bán nấu. Cho vào một góc bên đây ha. Để dày hộp ở trên nè cho nó đẹp nè. Đó. Cái đến thì ở nhà Lan có cái phần rau câu. Rau câu thì Lan đã chia sẻ nhiều video rồi. Nếu cô chú anh chị em và các bạn nào mà muốn có được cái món thạch rau câu ngon thì mình hãy vào kênh Lan Thái Miền Tây mình xem thêm ha. Rau câu thì có nước cốt dừa, lá dứa, rất là thơm luôn. Thì món này mình ăn kèm chung với là trái cây nữa nè. Trái cây ở nhà có trái cây gì thì mình sẽ bỏ vào. Mít cũng được, dâu cũng được. Đây Lan có một ít trái dâu nè. Đó. Rồi trái này là trái blueberry, giống trái sắn ở Việt Nam ha. Đó, cho vào. Cuối cùng thì mình cho một ít sữa hoặc là nước cốt dừa. Ở đây là có sữa nè, mình cho sữa vào. Đó. Như vậy là mình đã có một cái món bánh lăng trái cây rất là ngon mà dễ làm nữa. Cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy có thích thì làm món này cho gia đình mình ăn nha. Đổi món rất là ngon luôn. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có được nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.